Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin giờ chót ngày 13 tháng 12 năm 2023. Vào buổi tin trưa ngày hôm nay, nếu như ai chưa test được sự đẹp trai của mình thì xin mời test lại bằng cách bấm nút like. Icon đẹp trai sẽ xuất hiện trước quý vị và các bạn. Và hãy cùng với chúng tôi, những anh chàng đẹp trai, theo dõi thông tin chi tiết. Premier League bỏ phiếu ủng hộ quyết định chống Chelsea. Thưa quý vị, kể từ khi lên nắm quyền chủ sở hữu của câu lạc bộ Chelsea vào tháng 5 năm 2022 cho đến nay, thì chủ tịch Boehly đã chi ra tới 1 tỷ bảng. Xin nhắc lại là 1 tỷ bảng để mua sắm lực lượng. Sở dĩ Chelsea của Boehly có thể tung hoành như vậy bởi họ đã lách luật, lợi dụng quy tắc khấu hao trong việc ký hợp đồng với cao thủ. Cụ thể thì đội chủ sân Stamford Bridge dàn trải chi phí, kéo dài thời hạn hợp đồng, giúp cân bằng sổ sách cũng như tránh bị sờ gáy vì luật công bằng tài chính. Một cách lách rất hay. Ví dụ, một cầu thủ ký hợp đồng 6 năm với giá 60 triệu bảng sẽ giúp cho Chelsea chỉ phải trả là 10 triệu bảng mỗi năm thay vì dùng một cục nếu ký ngắn hạn. Cứ thử tưởng tượng mà xem, ký 3 năm thì câu chuyện sẽ khác, mà 2 năm câu chuyện lại càng khác. Có những cầu thủ ký đến 8 năm. Trên thực tế, Enzo Fernandez như chúng tôi chia sẻ đã ký một hợp đồng đáng kinh ngạc có thời hạn 8 năm rưỡi. Trong khi đó thì Mudryk và Moisés Caicedo đều ký hợp đồng 8 năm. Trong cuộc bỏ phiếu được ban tổ chức của giải Ngoại hạng Anh tiến hành mới đây, 10 năm trên tổng số 20 câu lạc bộ tham dự đã bỏ phiếu ủng hộ quy định về việc ký hợp đồng tối đa chỉ là 5 năm để phù hợp với luật công bằng tài chính và cũng tránh những trường hợp lách luật giống như Chelsea. Thật bất ngờ, trong số 15 câu lạc bộ bỏ phiếu ủng hộ, có cả Chelsea, đội bóng đã sử dụng khe hở này để có thể tạo ra được sự khấu hao kéo dài. Ban tổ chức Premier League tiếp đó đưa ra thông báo, các câu lạc bộ Premier League đã đồng ý sửa đổi quy định về khấu hao chi phí đăng ký cầu thủ để phù hợp hơn với các quy định của UEFA. Trong tương lai, thời hạn tối đa 5 năm sẽ được áp dụng cho tất cả các hợp đồng, cầu thủ mới hoặc gian hợp đồng mới. Quyết định bỏ phiếu được cho là chống lại Chelsea đã khiến các fan quá khích của The Blues phát cuồng. Tại sao Chelsea lại ủng hộ điều đó nhỉ? Hãy lợi dụng sơ hở rồi lại bỏ phiếu chống lại điều đó. Úi dồi ôi, Boehly ơi! Đó là những gì mà fan Chelsea viết trên mạng xã hội. Còn quý vị và các bạn thì sao? Quý vị nghĩ sao về quy định này? Liệu có mang lại sự công bằng nào hơn cho Premier League? Hãy để lại phần bình luận. Mourinho đàm phán gia hạn với AS Roma. Tương lai của Jose Mourinho là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu tại Ý và châu Âu. Người đặc biệt luôn rất đặc biệt và ông sẽ hợp đồng với AS Roma vào cuối mùa, đồng thời được cho là có thể sẽ cân nhắc rời đi. Mới đây nhất, tờ La Gazzetta dello Sport đã có những cập nhật về tương lai của huấn luyện viên người Bồ Nha. Cụ thể, họ tiết lộ rằng đội bóng thủ đô Italia đã có những liên hệ đầu tiên để cố gắng ra hợp đồng với người đặc biệt. Trước đó thì đã có nhiều thông tin cho rằng ông muốn đến Saudi Arabia làm việc. Thông qua người đại diện, gã khổng lồ của bóng đá Ý bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn được hợp tác lâu dài với Jose Mourinho. Tuy nhiên, quá trình đàm phán hiện tại mới chỉ đã bước đầu và Roma vẫn còn một chặng đường rất dài để thuyết phục và nhận được cái gật đầu từ phía Mourinho. Được biết, khúc mắc giữa hai bên chủ yếu nằm ở những điều khoản liên quan đến thời hạn của hợp đồng. Trong khi người đặc biệt chỉ muốn có hợp đồng 2 năm thì phía Roma đề nghị gia hạn thêm 1 năm với huấn luyện viên người Bồ Nha. Trong trường hợp không tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán thì Mourinho cũng không thiếu đội bóng đang săn đón ông. Cái tên được chính Gazzetta dello Sport tiết lộ là Newcastle, thậm chí Manchester United bây giờ cũng sẵn sàng đón Mourinho về. Đại gia mới nổi của ngoại hạng Anh Tân Thành FC được cho là bị mê hoặc bởi vì huấn luyện viên 60 tuổi. Giới chủ của Ả Rập cũng rất muốn bổ nhiệm Mourinho thay thế cho Eddie Howe, người sẽ ra hợp đồng vào cuối mùa giải này. Chính sự hậu thuẫn từ những ông chủ giới dầu mỏ đang là lợi thế rất lớn cho Newcastle trong thương vụ kể trên. Tiềm lực tài chính, túi tiền không đáy sẽ giúp cho Jose Mourinho có thể sở hữu nhiều cầu thủ ưng ý về với sân St. James Park, điều mà ông không có được khi ở AS Roma, và hoàn toàn có thể xây dựng câu lạc bộ này trở thành một thế lực mới. Ngoài ra, Mourinho cũng từng thừa nhận bản thân sẽ tới Ả Rập làm việc trong tương lai. Và Newcastle là đội bóng thuộc sở hữu của người Ả Rập, nên nếu tới đây, việc luân chuyển công tác cho vị huấn luyện viên này cũng sẽ thuận lợi hơn gấp rất nhiều lần. Garnacho không dám siêu ở đội tuyển Argentina. Thưa quý vị, tiền vệ Leandro Paredes mới đây đã nói về bầu không khí của toàn đội tại trại tập trung của Argentina và đặc biệt với tiền đạo Garnacho. Ai cũng biết rằng cầu thủ biên chế của Manchester United là một fan nhiệt thành của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, việc chơi ở đội tuyển có sự hiện diện của Messi, đại kinh địch của CR7 nên khó tránh khỏi những sự khó xử. Chúng tôi luôn đùa về điều đó với Garnacho, cậu ấy tỏ ra ngại ngùng và thường không phản hồi lại. Thậm chí các đồng đội còn làm cho Garnacho phát điên vì điều đó. Nhưng suy cho cùng, đội bóng luôn thoải mái về điều đó và chẳng có vấn đề gì cả đâu. Dù thần tượng Ronaldo nhưng cậu ấy vẫn luôn biết tiết chế về điều đó mỗi khi lên tuyển. Vì thế mọi chuyện đều bình thường và chẳng có vấn đề gì cả. Có vẻ như khá khác với ngoài đời, người hâm mộ không ít lần chứng kiến Garnacho bắt chước những màn ăn mừng cuồng nhiệt của CR7 mỗi khi anh ghi bàn. Thế nhưng cầu thủ này khá kín tiếng trong việc công khai điều đó mỗi khi lên tuyển. Thậm chí ngay kể cả khi thể hiện điều đó ở một chừng mực cho phép, cao thủ Argentina có lẽ cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng giờ đây cầu thủ C2K4 sẽ phải chiến đấu để có một suất để trở lại đội tuyển Argentina. Huấn luyện viên Scaloni cho rằng Garnacho chưa đủ tốt để có thể cạnh tranh với những cái tên còn lại. Chính vì thế lúc này sẽ là thời điểm tuyệt vời để Garnacho có thể học được những phẩm chất của thần tượng là không bao giờ được bỏ cuộc. David De Gea trở lại thi đấu. Thưa quý vị, thủ thành trước đây của Man United được cho là đang tích cực tập luyện, sẵn sàng cho chương tiếp theo trong sự nghiệp. Khi mà kỳ chuyển nhượng mở cửa vào đầu năm 2004, cựu thủ môn của Manchester United đang nằm trong tầm ngắm của Newcastle. Câu lạc bộ vừa mất thủ môn số 1 của mình là Nick Pope vì chấn thương. Theo truyền thông Anh, khả năng trích chòe chữa mộ David De Gea là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi màn trình diễn của thủ môn dự bị Martin Dubravka là không đạt yêu cầu. Tuyển thủ Slovakia được huấn luyện viên Eddie Howe tin tưởng cho cơ hội trong hai trận gặp Everton và Tottenham, nhưng lại để lủng đến 7 lần. Newcastle để thua trong cả hai trận đấu kể trên. Nếu thương vụ xảy ra với David De Gea, anh sẽ lại có cơ hội đối đầu với Quỷ Đỏ thành Manchester tại Old Trafford diễn ra vào tháng 4 năm 2024 khi Newcastle làm khách trước Quỷ Đỏ tại giải quốc nội. David De Gea được đánh giá là thủ môn phù hợp với Newcastle vào thời điểm hiện tại. Cựu sao của Man United có kinh nghiệm chinh chiến hơn một thập kỷ ở Premier League và có 2 lần giành găng tay vàng. Điểm mạnh của thủ môn C90 là khả năng phản xạ cùng khả năng làm chủ không gian trong vòng cấm. Tuy nhiên, để sở hữu David De Gea dưới dạng tự do vào đầu năm 2024, Newcastle nhiều khả năng sẽ phải cẩn thận và phải nhận được sự cho phép từ phía Premier League. Thông thường, một câu lạc bộ sẽ được phép bổ sung nhân sự trong trường hợp khẩn cấp. Cụ thể là chỉ có một thủ môn được đăng ký thi đấu. Dù Nick Pope phải nghỉ thi đấu dài hạn, Newcastle vẫn còn tới 3 thủ môn, bao gồm Martin Dubravka, Norris Carriots, cùng với đó là Mark Zunespi. Các quy tắc tại ngoại hạng Anh cũng nêu rõ rằng đội bóng không được phép thực hiện các thay đổi về danh sách đội hình trong thời gian giải đấu diễn ra mà không có sự cho phép của ban tổ chức. Ở mùa trước, Newcastle đã chiêu mộ Norris Carriots nhưng không để thủ môn này ra sân tại Premier League. Cựu sao của Liverpool chỉ chơi đúng một trận ở chung kết Carabao Cup với Man United nên không được coi là thay đổi trong danh sách đội hình. Trước khi bị đẩy khỏi MU sau khi hết hạn hợp đồng, De Gea đã chơi 415 trận tại Premier League, có một lần được nâng cao chức vô địch Anh ở mùa giải 2012-2013. Cứ từ đó tới nay, MU vẫn chưa có thêm lần nào vô địch tại ngoại hạng Anh. AFC đồng ý cho Philip Nguyễn chơi ở Asian Cup. Như thông tin đã chia sẻ trước đó, Philip Nguyễn, bây giờ phải gọi anh là Nguyễn Philip, thủ môn này đã chính thức hoàn tất quá trình nhập tịch. Tuy nhiên, thủ môn Việt kiều vẫn chưa chính thức đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam do đang phải trải qua quá trình xét duyệt tư cách của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Nguyễn Philip là trường hợp đặc biệt khi từng được triệu tập lên đội tuyển Cộng hòa Séc trước đó. Nếu đã ra sân cho Cộng hòa Séc, anh sẽ không đảm bảo điều kiện. Tuy nhiên, sau khi thẩm định, AFC xác định Nguyễn Philip sẽ được phép thi đấu cho tuyển Việt Nam ở Asian Cup. Ngày 16 tháng 12 vừa qua, thủ môn Việt kiều này đã thông báo chính thức sở hữu quốc tịch Việt Nam. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Séc cũng đã gửi văn bản xác nhận Nguyễn Philip chưa ra sân trong áo đội tuyển quốc gia nước này, dù đã được triệu tập một số lần ở UEFA Nations League và vòng loại World Cup 2022. Như vậy, mọi thủ tục cần thiết của Nguyễn Philip đều đã hoàn tất. Trong ngày 12 tháng 12, huấn luyện viên Philip Chuze cũng đã nộp danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cho VFF và chuyển lên phía AFC. Trong danh sách này có sự hiện diện của Nguyễn Philip. Ngoài ra, 50 cầu thủ được huấn luyện viên Chuze triệu tập và điền vào danh sách sơ bộ đa phần là những gương mặt đã thi đấu trong thời gian qua ở các trận giao hữu và vòng loại World Cup 2016. Danh sách thi đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup cũng sẽ chỉ được chốt một ngày trước trận đấu đầu tiên ở vòng bảng gặp Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 28 tháng 12 chuẩn bị cho Asian Cup 2024. Sau hơn một tuần tập luyện, thầy trò huấn luyện viên Chuze sẽ lên đường sang Qatar tham dự giải vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Chia sẻ lần đầu tiên sau khi chính thức có quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Philip đã hé lộ mong muốn của mình nếu được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi không đặt nhiều kỳ vọng, nhưng nếu được hỏi thì tôi muốn mặc áo số 1. Tôi không rõ số áo đó có sẵn hay không, nhưng tôi vẫn hài lòng với những số khác. Hiện tại tôi chưa được triệu tập chính thức và phải cố gắng hết sức. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giờ chót của TVH Vlogs ngày hôm nay. Đừng quên test nút đẹp dài bằng cách bấm like để hiện ra icon. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVH Vlogs.